sau khi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên ban hành kết luận số 11 KL UBND ngày 14 tháng 1 năm 2019 đối với bà Lê Thị Dung, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Hưng Nguyên và quyết định kỷ luật số 494 QĐ UBND ngày 15 tháng 5 năm 2019 đối với bà Dung. Bà Dung đã có đơn giải trình và cầu cứu tới các cơ quan chức năng và báo chí. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên liên tiếp ban hành các kết luận và quyết định thanh tra như kết luận 11 ngày 14 tháng 1 năm 2019, kết luận 62 ngày 9 tháng 4 năm 2019, quyết định số 494 ngày 15 tháng 5 năm 2019, quyết định 849 ngày 28 tháng 8 năm 2019, thanh tra toàn diện trung tâm. Tuy nhiên, các văn bản quyết định kết luận trên có nhiều dấu hiệu sai trái, trù dập cá nhân bà Dung. Cụ thể, việc kỷ luật đối với bà Dung theo quyết định số 494 QĐ UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên do không chỉ đạo thực hiện tổng hợp các nội dung theo dõi thi đua tại sổ trực của ban giám đốc và sổ trực giáo viên. Một số tháng không công khai minh bạch kết quả đã theo dõi về thi đua tại các cuộc họp hội đồng của trung tâm là sai. Vì điều 4 Nghị định 04/2015 NDCP của Chính phủ không quy định cụ thể kết quả theo dõi thi đua bắt buộc phải tổng hợp, phải công khai hàng tuần, hàng tháng như yêu cầu trong kết luận của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên. Kết luận xử lý kỷ luật bà Lê Thị Dung với lý do thực hiện tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được phê duyệt mà không trình cấp có thẩm quyền bổ sung điều chỉnh là chưa chính xác. Vì thời điểm năm học 2018-2019, do số học viên đăng ký vào trung tâm tăng vượt chỉ tiêu, trung tâm đã lập danh sách số lượng học viên tăng thêm so với chỉ tiêu để trình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh và đã được phê duyệt, đồng ý. Do đó, trung tâm tuyển sinh các em vượt quá số lượng chỉ tiêu đã được phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Nhưng tại quyết định xử lý kỷ luật lại lấy lý do này để xử lý kỷ luật bà Dung là không đúng. Cũng trong kết luận, liên quan đến phân công bà Nguyễn Thị Phương Thúy, giáo viên ngữ văn thiếu tiết để đánh giá xếp loại thi đua cuối năm hoàn thành nhiệm vụ là sai. Vào tháng 5 năm 2018, trung tâm phân công bà Thúy và một số giáo viên khác trực các lớp bồi dưỡng thăng hạng giáo viên mầm non và trung học phổ thông 20 ngày bằng 60 tiết trên một người. Nhiệm vụ này các giáo viên khác thực hiện nghiêm túc nhưng bà Thúy lại không chấp hành. Theo phân công của trung tâm, bà Thúy phải thực hiện năm học 2017-2018 là 830 tiết đã quy đổi. Nhưng thực tế, bà Thúy giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ khác quy đổi trong năm học 2017-2018 chỉ có 466 tiết dạy. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm học trên, bà Thúy đã không hoàn thành công việc được giao 365 tiết. Vì vậy, bà Thúy được tổng hợp thiếu tiết do không chấp hành đúng, không thực hiện đầy đủ theo sự phân công của ban giám đốc tập thể trung tâm. Do đó, đoàn xác minh nội dung tố cáo của Ủy ban Nhân dân huyện đã không kiểm tra kỹ lưỡng, xác minh cụ thể nguyên nhân, tình hình thực tế nên đã đưa ra kết luận sai. Bà Lê Thị Dung cho rằng, việc Ủy ban Nhân dân huyện ra công văn yêu cầu trung tâm phải ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với bà Nguyễn Thị Phương Thúy là không đúng quy định nên trung tâm không đồng ý. Chính vì lẽ đó mà Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Nguyên liên tục ban hành các kết luận và quyết định thanh tra đối với trung tâm để bới lông tìm vết, cố tình o ép trù dập nhằm buộc phải kỷ luật bằng được bà. Báo điện tử Tầm Nhìn đề nghị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vào cuộc làm rõ những phản ánh trên nhằm đảm bảo tính thượng tôn pháp luật.